Rồi hôm nay Sơn Sàm với Lý Lắc ghé Phú Nhuận nha. Các cô chú nói chung có hoàn cảnh khó khăn, các cô chú cựu chiến binh đi rồi mới thấy nãy giờ khiên gạo quá trời, gạo trứng nè, đó cá hộp nè, đây là anh Lý Lắc đó. Phải khiên đồ lên, bỏ này vô luôn đi anh Hoài. Không, bỏ trước, trước à. Gạo trứng nước tương cá mòi rất là nhiều. Nói chung là đi từ thiện thì ai nói khỏe đâu, khiên đồ mà thấy mẹ luôn. Gạo mấy trăm ký, có mấy bữa rau nguyên tấn 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 không. Ừ. Mấy cao điểm mà trời ơi, xe chạy một ngày mấy chuyến. Rồi mang ra trong xe thì có sữa nữa. Có sữa của nhà bà chợ, sữa. Hạt ti, hay rau trời mệt của nó không nên hơi nữa. Rồi trong đây thì mình có 250 ký gạo hết rồi. Ủa nhiêu ký? 300 ký gạo nữa. Đó. Hôm nay thì cũng nãy giờ mấy cụ chiến binh là chờ quá trời rồi. Em được quá em. Đúng rồi. Hỗ trợ hôm nay đó là em. Có bao nhiêu? Gạo với sữa với lại trứng nha mọi người, nước tương, cá hộp, các kiểu. À. Bây giờ trong mùa dịch này chúng ta cùng nhau để mà chung sức xây dựng được một cái phong trào. Thì cựu chiến binh là những người đi đầu tiên phong của đảng xây dựng phong trào. Thì hôm nay là được cái mạnh thường quân này, các anh em trong ban chấp hành, đây là ban chấp hành chiến binh thôi, rất là quý. Tuy rằng thân quà không cần lớn nhưng mà nó là mang cái ý nghĩa đồng bào chúng ta chung lòng chung sức để mà vượt qua cái đại dịch này. Dạ. Đó là cái rất quý. Dạ. Đó, đi trước đi, đại diện đi. Dạ. Thì điều trước tiên thì cũng xin lỗi tất cả cô chú anh chị và hôm nay có sự cố mong muốn nên tới hơi trễ để mọi người chờ lâu là một điều hết sức là áy náy trong lòng. Thì mình còn có là 200 ký gạo, 400 trái trứng vịt, 4 thùng sữa, 40 hộp cá mòi, 40 chai nước tương. Rồi rồi xuống hàng. em được của em. Đúng rồi. Hỗ trợ hôm nay đó là em. Gạo với sữa với lại trứng nha mọi người, nước tương, cá hộp, các kiểu. Đó. Nhà trọ nghèo ở đây. Ở trong cái khu nhà trọ. Từ bữa tới ngày hôm nay là trên đường cuối cùng á. Dạ. Hai em có công việc làm rồi. Dạ. Ừ, để phòng trọ cho em. Dạ. Rồi bây giờ nó nghe nè, sớm xuống giặt con bên đi em. Rồi bây giờ mấy anh em bỏ hết rồi xuống dưới đây dùm em. Dạ, dạ. Anh em gửi mấy cái nước uống à. Dạ, trời ơi. Gạo trứng rồi thì cũng giác từ chiều giờ, nói chung mệt lắm bà con.
À, nhưng mà đi thì mới hiểu ha, đi rồi mới thấy mệt. Nè, em đi bữa nay là bình thường nha, à. Bình thường lúc mà đi mà còn mặc cái bộ đồ màu xanh đó, à. À, mà giữa buổi trưa mặc cái đồ màu xanh bảo hộ á, bít hai cái khẩu trang, lúc nào cũng xịt cồn hết trơn á, là người lúc đó là giống như là, thôi khỏi nói. Mệt mà vui ha. Rồi vô đi bà con, chia ra đi. Mong bà con đón nhận cái tấm chân tình của anh em. Một phòng một lớp đó nha. À, chia ra. Chị nhận đi, chị chia giùm em luôn. Anh ơi, đại diện nhận bên phòng trợ nó đi, nó chia ra luôn. Rồi, mình đại diện ai, cứ anh nào đại diện chia ra. Đại diện phòng trợ đi, rồi nó chia ra. Chia nhau rồi đừng có... Sáu rồi đó, sáu rồi đó. Lộn, quýnh lộn nha. Trời ơi, ba dịch giả, cái lộn quýnh lộn nó mệt lắm luôn á. Đây là nước tương, cá hộp, rồi cá mòi. Của ít lòng nhiều. Rồi, cảm ơn gì là quý lắm rồi. Rồi. Mấy bữa trước thì có rau nhưng mà bây giờ mấy ngày hôm nay là chưa có rau nữa. Rồi. Rồi thôi mọi người chia nha. Quốc ơi thịt kiều. Dạ. Rồi, bye bye mọi người. Dạ. Rồi tạm biệt mọi người nha. Rồi ok.